Rồi, xin chào quý vị, đây là ngã tư Lăng Gia Cả, Cộng Hòa, dưới đường Võ Tánh, bây giờ là Hoàng Văn Thụ đấy. Sáng ngày 21 tháng 4, ngay trời tôi phải trên là cái cầu vượt Lăng Gia Cả. Bên trái vừa qua là đường Trương Minh Giảng, bây giờ là Lê Văn Sĩ. Đường Phạm Văn Hai bên trái trái đây là chùa Biên Giác. Được rồi, tôm tắm đồng hôm bữa mới quay rồi á, thì ra đây là gặp đụng đường bờ kè cái gì, kinh Du Lộc Thị Nghè đó, đụng đường Trường Sa nè.
đường Hoàng Sa ấy vậy. Bên phải đây là đường xe lửa cái gì, bên phải vô ga Hòa Hưng á. Bên phải đây là vô đường Trần Văn Đan. Qua đây là gốc Trần Quang Diệu với Trần Quang Đan nữa.
Ok, thank you, see you quý vị nha.